Xin chào cả nhà nha, và trước mặt em là một cái đám mai, cái lá vô cùng tốt luôn nha cả nhà, lá xum xoa và xanh tươi luôn nha. Và đặc biệt là cái lá của nó nằm ở dưới sát chân nha cả nhà. Nó cái độ chân này nè, thì em có một số người ta thích trồng cái loại mà cái lá nó nằm sát chân á. Thì đây hôm nay em có cái lô mai như thế này nha. Cái cây của nó lá rất là tốt luôn đó. Thì nó cao tầm khoảng 50 đến 60 đến 70 cũng có luôn ha. Thì rễ thì quấn đủ kiểu nha cả nhà. Đây em ơi, một số cây cho cả nhà thấy nha. Quấn đủ kiểu thì giá tầm em bán chỉ 7.000 một cây thôi. Em ship từ 30 cây và phí vận chuyển thì em không có bao nha cả nhà. Tại vì hàng mai con em không có lời nhiều nên em không có bao phí ship. Đặc biệt là cái lô này lá rất là nhiều, rất là xanh tươi luôn nha. Cho nên cả nhà nhìn xem nè. Đó, em quay cho cả nhà xem. Lá nó rất là tốt luôn, cây rất là sung luôn nha. Cái này về trồng là nó bắt đắt, là rất là ngon luôn á. Chỉ 7.000 một cây thôi nha cả nhà. Em sẽ ship từ 30 cây nha. Xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha.